Em chào các bác ạ, ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Em xin lỗi tất cả các bác về những cái đơn tổ quạ trong mấy ngày trước mà các bác đặt với em. Thì do trời mưa quá thì em vẫn chưa gửi được cho các bác này. Trời mưa cũng không đi rừng được mà có lấy về nó cũng rất là nặng các bạn. Hôm nay thì em cân có một tổ này thôi mà nó nặng gần 4 cân các bạn. Đấy, 4 cân tổ to thì em chưa thể gửi được các bạn, mong các bác thông cảm cho em. Nhà thì nghèo các bạn, nhà nghèo lắm, muốn lên rừng, tự lên rừng kiếm ít tổ quạ để kiếm ít tiền đóng học phí cho con thôi mà cũng rất là khó luôn ấy. Giờ vẫn chưa được đồng nào. Cái này là hạt giống bình vôi đỏ các bạn, bình vôi đỏ hạt giống nhà em lại có các bác nhé. Hiện tại em đang bán là 5.000 một hạt. Hiện tại nhà em đang có bình vôi trắng, bình vôi đỏ này. Bình vôi trắng thì có củ các bạn, có củ em bán là 30.000 một cân, có củ 1, 2 cân, 2, 3 cân hoặc là củ trên 5 cân cũng có, củ trên 10 cân cũng có các bạn. Thì các bác cứ dặn trước em tầm khoảng 1, 2 ngày thì em sẽ lên rừng em kiếm về em gửi cho các bác. Còn bình vôi đỏ thì khó lắm các bạn, bình vôi đỏ rất là khó kiếm, ở chỗ em hầu như là không có rồi, bây giờ chỉ có trồng bằng hạt thôi. Cái này thì nó sẽ có tác dụng, đó là các bác trồng củ bình vôi đỏ ấy, nó có tác dụng chữa mất ngủ này, rồi chữa đau bụng rất là tốt. Đặc biệt là nhà các bác nào nuôi gà ấy, thì các bác nên trồng cái bình vôi đỏ nhá. Các bác trồng về xong là mình lấy lá nó đun nước cho gà uống ấy, thì nó sẽ phòng những cái bệnh về đường ruột rất là tốt và gà của mình nó ít bệnh hơn rất là nhiều đấy. Đây là kinh nghiệm từ mẹ em, nhà mẹ em nuôi gà và mẹ em chia sẻ và mẹ bảo nhà ai mà nuôi gà thì nhất định phải trồng cây này. Đấy các bạn, nói chung là xung quanh vườn đấy, xung quanh vườn mình mà có những cái cây thuốc thì đến lúc cần là mình có ngay. Thứ nhất là có thể là, thứ nhất là trong nhà phải có bỏng này, thuốc bỏng này. Thứ hai là thuốc đau bụng đi ngoài này. Thứ ba đó là giải độc này. Để ở chỗ nhà em thì bà em thì sẽ có, thứ nhất là cây giải độc này. Thứ hai đó là cây dạ dày này, chữa đau dạ dày này. Rồi cây bình vôi này, rồi cây chữa zona thần kinh các kiểu các bạn. Em nói liên thiên hơi nhiều rồi. Video sau thì em sẽ nói với các bác về cái thuốc trị bỏng các bác nhé. Thuốc trị bỏng rất là đơn giản thôi nhưng mà cái đấy nó là hiệu quả cực kỳ luôn đấy. Video sau em nói. Bầu rượu lá sọc thì em vẫn có các bác nhé. Bán 60.000 một cân bầu rượu địa lan các bạn. Đá bọt em vẫn có các bạn. Đá bọt thì em đang có hai size, đó là size 1 đến 2 sen và một size nữa là size 3 đến 4 sen. Em đang bán là 18.000 một cân bán lẻ, còn cả bao là 280.000 một bao. 280.000 một bao. Nó tầm khoảng 18 cân nhé. 18 cân như này để các bác có thể là lấy nửa nọ nửa kia đều được ạ. Cái này là 1 đến 2 sen, sẽ 3 đến 4 sen nó khá là to. Cho nên là các bác có thể lấy nửa nọ nửa kia thì em cũng tách được cho các bác nhé. Phân hữu cơ hiện tại thì nhà em đang có bên 1 ạ. Viên nén dinh dưỡng bên 1 của Hùng Nguyễn hiện tại đang có bao 10 cân này. Một bao 10 cân như thế này thì em đang bán là 470.000 một bao, còn các bác lấy nửa bao là 240. Ngoài ra thì em còn có bên hộp các bác nhé. Bên hộp thì sẽ có bên hộp thì là 55.000 một hộp các bạn. Trời mưa quá cho nên là cũng chả biết quay cái gì cả. Đây mật ong khoái nhé, vẫn có các bác nhé. Cái này hiện tại em đang bán là 320.000 một cân. Còn miến thì là 90.000 một cân ạ. Chè thì nhà em cũng vẫn có ạ. Chè có chè mạn là 180 một cân. Chè tuyết là 300.000 một cân. Chè thì các bác có thể lấy một vài lạng về uống thử các bác nhé. Đây ạ, mật ong. Mật ong nếu mà các bác lấy nguyên tổ ấy, về tự vắt thì là 270.000 một cân. Chậu móc phân thuốc nhà em vẫn có đầy đủ các bác ạ. Chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng thì nhà em vẫn có đầy đủ ạ. Lưới này có lưới đai. Phân thuốc thì nhà em cũng có, vẫn có tất cả các loại mặt hàng này. Bác cần loại nào thì các bác liên hệ em. Nay do mưa quá, ồn quá nên là em quay ít thôi. Ngày mai em sẽ quay video cụ thể hơn các bạn. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác cần những loại nào thì các bác liên hệ em, các bác gọi điện hoặc là tin Zalo cho em cũng được, em sẽ báo giá cụ thể và gửi hóa đơn cho các bác.